quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Quân khu 5 tổng kết luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị đã đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Dự buổi làm việc có các đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Về phía Quân khu 5 có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả công tác quân sự quốc phòng của Quân khu 5 và cho rằng cùng với toàn quân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Chúng ta duy trì nghiêm cái chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, đảo, triển khai nhiều giải pháp đột phá cả về tổ chức, phương pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác bảo đảm huấn luyện. Và nhiều ý kiến đánh giá rằng cái chất lượng của cái diễn tập đó, thì chúng ta ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng, thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tham gia vào xóa đói giảm nghèo, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tích cực tham gia ứng phó vào cái tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Và đây là những cái việc làm rất là có ý nghĩa, nó thể hiện tình quân dân gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ với nhau. Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định, coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Chủ động phòng chống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội. Tăng cường đoàn kết nội bộ của quân khu, nhất là đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng công an, biên phòng để củng cố thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội từ cơ sở. Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang, lực lượng vũ trang quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 quân khu 5. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5.
đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng Đảng bộ, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 để tiếp tục phát huy những ưu điểm trong thời gian tới, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hội nghị thảo luận và thống nhất đánh giá năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, chấp hành đúng chế độ nền nếp sinh hoạt đảng và chế độ công tác, phát huy tốt dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng vũ trang quân khu và các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao. Cũng trong thời gian này, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Những năm qua, Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện luật sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm hiệu quả. Nổi bật là thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, kịp thời tuyển chọn, điều động, sắp xếp cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực tạo nguồn và nâng cao chất lượng cơ cấu nguồn, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý được thực hiện chặt chẽ, coi trọng cán bộ qua chiến đấu, cán bộ được đào tạo cơ bản, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có thành tích tốt. Việc thực hiện quy định về tuổi của sĩ quan trong lực lượng vũ trang quân khu triển khai phù hợp với tính chất đặc thù nhiệm vụ. Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của đơn vị tập trung làm rõ những khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện luật sĩ quan thời gian đến. Các ý kiến tập trung đề nghị điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ, quy định về trần quân hàm, bổ sung chức danh, đề xuất tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với sĩ quan tại ngũ, chế độ phụ cấp đối với sĩ quan dự bị. Từ những ý kiến đề xuất của Quân khu 5, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tổng hợp báo cáo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng để có hướng điều chỉnh phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ sĩ quan toàn quân, bảo đảm chất lượng, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tại hội thao bóng đá bóng chuyền toàn quân năm 2023, đoàn vận động viên thuộc Quân khu 5 là đơn vị duy nhất trong toàn quân xuất sắc đoạt giải cao ở cả hai nội dung bóng đá và bóng chuyền. Ngay sau khi hội thao kết thúc, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức lễ tuyên dương thành tích đoàn vận động viên. Tại lễ tuyên dương, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm thi đấu và thành tích mà đoàn vận động viên đã đạt được trong quá trình tham gia hội thao. Để động viên khích lệ kịp thời, Tư lệnh Quân khu đã ký quyết định tặng bằng khen cho Bộ Tham mưu và toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đội bóng đá bóng chuyền. Hội thao bóng đá bóng chuyền toàn quân năm nay có 34 đơn vị tham gia. Đoàn vận động viên Quân khu 5 có 44 đồng chí. Sau hơn 3 tháng tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu, đoàn vận động viên thuộc Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị duy nhất trong toàn quân đạt giải cao ở cả hai nội dung, đội bóng đá lên ngôi vô địch và đội bóng chuyền giành giải 3. Cầu thủ Nguyễn Minh Trọng đạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ Phùng Hữu Phước đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất toàn quân. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những phần thưởng vinh danh của đội tuyển bóng đá bóng chuyền quân khu là một quá trình khổ luyện với tinh thần quyết tâm cao, hết mình vì màu cờ sắc áo của các huấn luyện viên, vận động viên và sự vào cuộc của cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị. Tham gia hội thao bóng đá bóng chuyền toàn quân có 34 đơn vị, với hơn 1.200 vận động viên tham gia, được chia thành 4 khối, trải qua 2 vòng thi đấu. Ở vòng chung kết, đội tuyển bóng chuyền đã xuất sắc vượt qua hai đội binh chủng thông tin liên lạc và trường sĩ quan lục quân 2 với tỷ số 3-0, đạt giải 3 toàn quân. Đội tuyển bóng đá đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển quân khu 4 với tỷ số 2-0, ấn định chiến thắng chung cuộc, xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá quân khu đoạt chức vô địch toàn quân. Với thành tích bất bại, 9 trận thắng, 1 trận hòa để lại ấn tượng tốt đẹp tại hội thao. Lần đầu tiên được tham gia giải mà được ghi một bàn thắng trong trận đấu quan trọng như vậy, thật sự là rất là hạnh phúc ạ. Đội cũng cố gắng và cũng được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu
luôn tạo điều kiện cho tất cả các thành viên tập trung cao độ, và đến hôm nay thì đội đã đoạt được chức vô địch, cũng đó là mong ước của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như là toàn bộ lực lượng vũ trang quân khu 5 ở dải đất miền Trung. Để có được thành tích đáng khích lệ, đó là quá trình khổ luyện. Từng vận động viên xác định rõ nhiệm vụ, có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, hăng say luyện tập, ngày càng nâng cao trình độ thể lực, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ. Chú trọng huấn luyện thể lực, kỹ thuật cá nhân, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho vận động viên. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện, rèn luyện bộ đội, đặc biệt là cái huấn luyện và hoạt động thể dục thể thao đưa vào trong cái kế hoạch và huấn luyện, kể cả huấn luyện chính khóa và huấn luyện bổ sung ngoài khóa. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, tiến hành tuyển chọn ngay từ đầu và làm tốt công tác chuẩn bị, thành lập các cái đoàn tham gia hội thao huấn luyện các môn để tham gia thể dục thể thao quốc phòng năm 2014 đạt kết quả tốt nhất. Một mùa hội thao với nhiều khó khăn nhưng toàn đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm. Với bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, tuân thủ đúng điều lệ, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn, để lại ấn tượng tốt đối với ban tổ chức và các đơn vị trong toàn quân, mang vinh quang về cho thể thao quân khu. Sao vàng trên ngực áo, chinh phục đỉnh cao mới. Những thành tích của đoàn vận động viên quân khu trong hội thao bóng đá bóng chuyền toàn quân năm 2023 thể hiện ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể và làm cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện trong lực lượng vũ trang quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi xây dựng và quản lý nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vừa được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã được các đơn vị tích cực hưởng ứng, dành sự quan tâm. Nơi làm việc thống nhất, nền nếp, cảnh quan môi trường sạch đẹp, xuất hiện nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả. Đó là những kết quả đáng ghi nhận chỉ sau thời gian ngắn triển khai mô hình này. Ban Chỉ huy quân sự phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ là một trong những điểm sáng của hội thi năm nay. Đến nay, trụ sở làm việc, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của Ban Chỉ huy quân sự phường đã được đầu tư xây dựng khang trang, thống nhất, chính quy. Cùng với đó, hệ thống sổ sách công tác đảng, công tác chính trị được ghi chép, lưu giữ cẩn thận. Cơ sở vật chất, biển bảng, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt được bố trí thống nhất, đúng quy định. Huy động nguồn lực lượng dân quân lên tổng dọn vệ sinh, sơn sửa lại trụ sở, cảnh quan môi trường để đạt được cái kết quả cao. Hiện nay Ban Chỉ huy quân sự phường đã cơ bản hoàn chỉnh về nơi ăn, chỗ ở và nơi làm việc, sinh hoạt, học tập. Không chỉ đổi thay về diện mạo nhà làm việc mà trong khuôn viên của tiểu đội dân quân thường trực xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, từ vườn hoa cây cảnh cũng được bố trí khoa học. Khu tăng gia sản xuất xây dựng theo mô hình vườn ao chuồng. Để có được diện mạo mới, cán bộ chiến sĩ dân quân đã dành nhiều công sức tập trung củng cố xây dựng cảnh quan môi trường nơi làm việc. Thì tôi cũng đảm nhiệm thêm vai trò là xây dựng cảnh quan đơn vị, là để trồng thêm hoa cây cảnh để xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Nói chung là các chiến sĩ trong tiểu đội cũng đã góp phần một công sức nhỏ để xây dựng một cảnh quan đơn vị để tạo một đơn vị môi trường xanh sạch đẹp, một đơn vị vững mạnh toàn diện. Khang trang hiện đại, nhà làm việc, nhà ở, Ban Chỉ huy quân sự xã Ea Púc, huyện Krông Năng đưa vào sử dụng năm 2021, nằm trong khuôn viên của Ủy ban Nhân dân xã, được xây dựng kiên cố 2 tầng, có tổng diện tích sử dụng trên 200m². Bên trong nhà làm việc được bố trí đầy đủ, từ phòng làm việc của người chỉ huy đến phòng ở, phòng trực của lực lượng dân quân. Toàn bộ vật dụng, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác sinh hoạt đều được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm tốt các nhu cầu thiết yếu cho lực lượng dân quân. Khi mà được quan tâm đầu tư xây dựng cái trụ sở làm việc, thì cái bố trí cả cái phòng làm việc rất là đầy đủ. Từ cái phòng chính trị viên phó, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, rồi cái phòng trực giao ban, phòng họp, rồi cái phòng sinh hoạt của đơn vị thì rất là khang trang đầy đủ.
Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng tập trung lãnh đạo cho chính quyền quan tâm cân đối kinh phí để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để bố trí các cái phòng làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Hội thi năm nay có 30 ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và 11 tiểu đội dân quân thường trực được tuyển chọn từ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Từ hội thi đã giúp cho ban chỉ huy quân sự cấp xã xây dựng nền nếp chính quy, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi của phong trào, tiếp tục xây dựng, củng cố trụ sở làm việc, cơ quan đơn vị thống nhất. Mô hình xây nhà làm việc, ban chỉ huy quân sự cấp xã được Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm bố trí nguồn ngân sách, đầu tư xây dựng từ năm 2010. Đến nay đã đạt được 166 trên 184 xã, phường, thị trấn. Trong đó mỗi căn nhà có kinh phí đầu tư bình quân từ 1,4 đến 2 tỷ đồng. Việc xây dựng nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã đã giải quyết được bài toán nơi làm việc chật hẹp, phải xen ghép với các phòng ban. Đây là điều kiện thuận lợi để ban chỉ huy quân sự cấp xã từng bước chính quy, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở vững mạnh. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.